Mình là Kim My và clip hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thông điệp về tình yêu nào dành cho các bạn nhé. Mình quay clip này vào ngày 14 tháng 2, tức là ngày Valentine. Thế nhưng bất kể thời điểm nào trong năm mà các bạn lướt qua trải bài này thì tức là ở đây có một lời nhắn dành cho bạn liên quan đến chuyện tình cảm. Trải bài ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn tụ bài trực tiếp luôn nhé. Ở đây mình có 3 quyển sách của tác giả Nicholas Sparks, tức là một người vô cùng nổi tiếng liên quan đến những tiểu thuyết tình cảm. Và với tụ 1 chúng ta sẽ có Dear John. Tụ 2, chúng ta có quyển sách The Best of Me. Và tụ 3, chúng ta có A Walk to Remember. Đây là một tác giả mà mình vô cùng thích ấy. Và các bạn hãy chọn một tụ bài, một quyển sách hoặc là một con số 1, 2, 3 mà các bạn thích nhất nhé. Và mình sẽ để link thời gian ở bên dưới. Các bạn có thể skip luôn đến phần trải bài của mình nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cả trải bài của các bạn. 0024. Ok, các bạn chọn tụ 1. Nếu như các bạn chọn quyển Dear John thì đây sẽ là trải bài của các bạn để xem là thông điệp về tình yêu nào dành cho các bạn ngay bây giờ nhé. Thực ra với quyển sách của các bạn ấy là mình nghĩ là liên quan đến tình yêu ấy, cái người hoặc là the one thật sự dành cho bạn là hai người đã biết nhau rất là lâu rồi, hoặc là nếu như không phải đã quen rất là lâu thì có cái cảm giác vừa gặp đã giống như mới quen vậy. Nhầm, vừa gặp đã có cảm giác là đã biết từ lâu lắm rồi, hoặc thậm chí là đã đến từ những kiếp trước ấy. Tại vì đây là một quyển sách rất là cũ và có cái cảm giác truyền từ đời này qua đời khác nữa nhá, cũng là một cái mà mình thấy. Và mình còn thấy tụ 1 là một tụ bài mà các bạn có rất là nhiều những cái kinh nghiệm hoặc là đã phải trải qua rất là nhiều thứ trong tình cảm chứ không phải là một thứ đâu. Và mình còn cảm giác là bạn yêu, nếu như bạn yêu một người thì nó không hoàn toàn bởi vì cái bìa hay là cái cover, cái ngoại hình của người đấy, mà nó là tại vì thật sự cái linh hồn của người đấy hoặc là cái nội dung của người đấy nhiều hơn ấy. Thế hiểu là quyển sách nhìn bên ngoài nó không đẹp như hai quyển kia, đúng không? Và đây cũng là quyển sách duy nhất mà không có bất kỳ một ai ở bên ngoài mà nó chỉ là cảnh thôi á. Chính vì thế là nó không còn là cái ngoại hình bên ngoài nữa ấy, mà nó là bên trong nó thật sự như thế nào. Và tất nhiên là mình thấy ngoại hình vẫn là một phần để chúng ta đánh giá một người, đúng không? Nhưng mình có cảm giác đây là một tụ bài các bạn đã vượt qua những cái thứ nó là cơ thể vật lý, vượt qua những cái thứ nó là ngoại hình rồi. Thế nên rất có thể thật sự nếu như bạn yêu một người, bạn có attached, tức là có cảm thấy người đấy quyến rũ ấy. Thế nhưng nó là cái sự quyến rũ từ cái mặt bên trong nhiều hơn ấy, linh hồn nhiều hơn ấy. Và mình có cảm giác có một từ đó mình nghe thấy là cái từ trân trọng nhé. Chính vì thế với tình yêu thì các bạn là một người rất là trân trọng tình cảm hoặc rất là trọng tình cảm chẳng hạn. Mình còn nghe thấy các bạn là những người rất giữ lời hứa nữa. Tụ 1 là một tụ bài mà các bạn rất là giữ lời hứa. Và mình cảm thấy cái người mà là the one của bạn ấy, cái người mà ở bên bạn cả đời á, hai người đã từng có một kiếp mà không đến được với nhau. Thế nhưng các bạn kiếp này cố gắng hoặc là viết lại cái quyển tiểu thuyết của mình vậy. Hoặc có thể là nhìn từ bên ngoài mọi người sẽ nghĩ là hai người như thế không thể nào đến với nhau được. Thế nhưng bằng một cách nào đấy các bạn viết lại câu chuyện của cuộc đời mình nhé. Vì Dear John là một quyển sách đã được chuyển thể thành phim. Và trong truyện thì kết thúc nó không được happy ending lắm. Thế nhưng ở trong phim thì nó lại có một cái kết thúc khác ấy. Chính vì thế mình có cảm giác là các bạn là một người tự viết lại câu chuyện của mình. Nên có thể trong cuộc sống hoặc là gia đình bạn, mọi người nghĩ là các bạn chỉ nên kết hôn với một người như thế thôi. Hoặc là các bạn tụ 1 chỉ có thể yêu những cái người như vậy. Thế nhưng bản thân các bạn đã viết lại cuộc đời mình và viết lại câu chuyện của mình để bạn có thể trở thành một người khác, một nhân vật khác, hoặc là viết lại cái chuyện tình yêu của cuộc đời bạn chẳng hạn. Thế nên mình mới nói là các bạn có thể những cái năm tháng đầu đời các bạn bị đun về mặt tình cảm, các bạn đã có rất là nhiều những cái thứ khó khăn liên quan đến tình yêu. Thế nhưng bản thân các bạn viết lại câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình và biến mình trở thành một người thật sự xứng đáng được yêu, hoặc chỉ đơn giản là có một cái happy ending thôi ấy. Mình sẽ lên một vài lá bài nhé, kết nối với năng lượng các bạn tụ 1. Thông điệp về tình yêu nào mà các bạn tụ 1 cần nghe ngay bây giờ. Mình nhìn thấy một cầu thủ bóng đá, Angel Di Maria của Argentina ấy. Và Di Maria có ngày sinh là 14 tháng 2. Rất là trùng hợp. Chính vì thế, với cái họ của cầu thủ đấy ấy,
angel, thiên thần. Các bạn giống như thiên thần vậy. Hoặc là ở các bạn có một cái gì đấy xa cách nhá. Thế nên liên quan đến tình cảm, đôi khi có những người cảm thấy các bạn ở trên cao hoặc các bạn ở xa hơn chẳng hạn. Vì mình cũng nhìn thấy hình ảnh có cái vòng ở trên đầu đấy. Tự nhiên mình thấy Tôn Ngộ Không với cả vòng Kim Cô. Chính vì thế là bất kỳ ai mà yêu các bạn, họ giống như kiểu bị các bạn trói buộc vậy. Tức là không thể nào thoát ra được. Các bạn có thể niệm thần chú để cho người đấy đau đầu được này. Các bạn có thể niệm thần chú để cho người đấy phải nghe lời bạn. Thế nên các bạn là những cái người có cái khả năng thao túng tâm lý của người khác nhé. Kể cả là trong các mối quan hệ nói chung thôi, hoặc là trong tình yêu ấy, các bạn có khả năng thao túng được người khác đấy. Nếu như các bạn dùng nó không đúng cách thì rất có thể ngày xưa các bạn dùng nó vào cái việc là khiến cho người kia cảm thấy có lỗi này, hoặc là khiến cho họ không thể nào rời xa bạn được chẳng hạn. Hoặc ngược lại, có thể các bạn đã từng bị thao túng nhất. Thế nhưng nếu như các bạn dùng nó đúng cách thì nó sẽ khiến cho nó là một cái sự gây nghiện á. Đấy. Và hãy hiểu là Tôn Ngộ Không không thể nào rời khỏi đường tăng được, đúng không? Vì lúc nào cũng bị niệm vòng Kim Cô ở trên đầu á. Cái cảm giác không thể nào làm việc xấu được. Chính vì thế là những người mà yêu bạn, kể cả là các mối quan hệ hoặc kể cả tình yêu nhá, họ cũng sẽ dần dần tốt lên đấy. Vì các bạn khiến cho cái người đấy không thể nào làm việc xấu được. Và các bạn là kiểu người có thể thuần hóa được nữa cơ. Thế nên ví dụ như kiểu một anh fuckboy hoặc là một ai đấy kiểu lady killer các kiểu chẳng hạn, các bạn có khả năng khiến cho người đấy kiểu lui về hậu trường được ấy. Cũng là cảm giác mình thấy là lá bài đầu tiên chúng ta có Death and Rebirth. Và nó ngược ấy, làm cho mình thấy là đối với các bạn không có cái gì là không thể nào tìm ra được nhá. Vì đây là cái lá bài mà chúng ta không thấy mặt người này mà. Nhưng mình có cảm giác với các bạn nhìn thấu người khác. Tức là kể cả một ai đấy giấu mặt đi á, bạn cũng có thể biết được họ là một người như thế nào. Hoặc đôi khi là một ai đấy có một cái ý định gì đấy đằng sau thì các bạn cũng có thể đọc ra được chẳng hạn. Mình nghĩ đây là một tụ bài các bạn đã từng có những cái tình yêu ở trong bí mật, hoặc là có những cái tình yêu mà không ai biết, hoặc đôi khi là cái tình yêu mà không ai hiểu được chẳng hạn. Tức là không biết bạn đang yêu ai, không biết hai người yêu nhau như thế nào đấy. Và đã có rất là nhiều những cái lần lên bờ xuống ruộng trong tình yêu vì mấy những thứ liên quan đến con số 13 và date mà. Mình cảm thấy với tình yêu ấy, nếu như các bạn chưa thật sự kết hôn hoặc chưa thật sự đang ở trong một mối quan hệ ấy, thì mình cảm thấy là cái việc bạn gặp cái người là định mệnh, hoặc là bạn gặp cái người đấy ấy, là không thể nào tránh khỏi. Mình thấy là ở thời điểm hiện tại có vẻ như tụ một đã có đối tượng rồi ấy. Mình không nghĩ là các bạn không có đâu nhá. Mình nghĩ là đã có người ngỏ lời, hoặc là bản thân các bạn đã nhìn ra một ai đấy tiềm năng rồi chẳng hạn. Ít nhất thì nó là cái cảm giác là có một cái cảm xúc gì đấy đã đến rồi. Thế nhưng các bạn vẫn chưa nhận cái offer đấy, hoặc các bạn vẫn chưa nhận cái lời mời đấy. Tại vì một phần các bạn vẫn đang chữa lành những cái thứ cũ, và một phần các bạn cảm thấy là mình vẫn còn những cái trách nhiệm lớn lao hơn. Nên ví dụ như các bạn cảm thấy mình vẫn phải đi giải cứu thế giới, hoặc là mình vẫn phải lo cho gia đình, mình vẫn phải làm gì đấy để cho sự nghiệp mình lên cao hơn ấy. Vì có vẻ như các bạn rất là nặng tâm sự nghiệp, nên phần nào kể cả các bạn nhìn ra tình cảm ở đấy thì các bạn vẫn để nó ở một bên. Vì các bạn cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa sẵn sàng. Vì mình thấy là các bạn tự nói với mình là mình chưa sẵn sàng. Vì mình vẫn còn rất là nhiều trách nhiệm. Mà ở đây cái trách nhiệm của bạn nó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm với bản thân. Vì có vẻ như các bạn đang gồng gánh cả những cái trách nhiệm nó nặng nề hơn rất là nhiều, chứ không đơn giản chỉ là bản thân bạn ấy. Nhưng có vẻ như thực ra mình đang thấy các bạn hoàn toàn có thể nhận đấy. Hoặc là thực ra các bạn có khả năng để có thể yêu được nhiều hơn thế và mở lòng mình ra nhiều hơn nhé. Vì có lẽ là tại vì các bạn đã từng bị tổn thương rất là nhiều trong tình yêu, nên là bạn sẽ có xu hướng rụt rè khi mà thật sự mở lòng với ai đấy. Vì biết đâu mình lại gặp cái vấn đề giống như ngày xưa thì sao? Biết đâu lại có một ai đấy lừa mình ấy, hoặc là biết đâu mình lại không thành công ấy. Vì mình nghĩ là các bạn đã từng không thành công với cả những thứ như là tình yêu rồi. Thế nhưng có vẻ như các bạn xứng đáng được yêu, và các bạn xứng đáng để có thể đến với cả cái người, hoặc là đến với cả cái tình yêu dành cho bạn á. Vì với tụ một thì mình thấy là người đấy, hoặc là cái năng lượng yêu đương của các bạn phần nào nó đã lởn vởn ở quanh đây rồi nhá, chứ không phải là không có đâu.
Nhưng cái lý do mà các bạn chưa nhận, nó đơn giản là tại vì các bạn vẫn bị những cái nỗi đau ở trong quá khứ nó can thiệp vào cái hành trình tình yêu của bạn á. Nhưng mình đang thấy là đừng để quá khứ quyết định tương lai của mình ấy. Tức là đừng vì những cái tổn thương trong quá khứ mà không dám tiến đến ấy. Giống như các bạn đi xe đạp chẳng hạn, chắc chắn là lần đầu bạn đi bạn sẽ bị ngã rồi, nhưng bạn không thể nào vì bị ngã mà các bạn không dám đứng dậy đi nữa, đúng không? Như thế thì cả đời bạn sẽ không biết đi xe đạp mất. Tình yêu cũng vậy thôi, các bạn không thể nào mà đã từng bị tổn thương mà các bạn không thể nào yêu lại được nữa. Thế nên nó là cái năng lượng tình cảm. Và mình thấy là với các bạn có rất là nhiều người thích các bạn chứ không phải là không đâu, nhưng bản thân các bạn vẫn có cảm giác là mình vẫn chưa sẵn sàng ấy. Giống như tự bạn nói là mình vẫn cần phải chữa lành thêm một tí, mình vẫn còn phải tìm xem cái thứ này nó là cái gì đấy. Và mình thấy là thực ra các bạn đã thật có trách nhiệm với cả những thứ như là tình yêu nhá. Vì bạn hiểu là để bạn có thể thật sự bước chân vào một mối quan hệ thì bạn phải fully, bạn phải hoàn toàn toàn tâm toàn ý với người đấy, chứ bạn không muốn vẫn còn vướng mắc với cả những cái thứ cũ này. Bạn không muốn là vẫn còn có một cái gì lấn cấn, vì có vẻ như bạn muốn một khi đã bước chân vào tình yêu thì bạn phải thật sự yêu cái người đấy và bạn phải thật sự dành hết tất cả cho người đấy ấy. Và nếu như bạn cảm thấy là cái năng lượng của mình đã bị phân tán ở một nơi nào đấy thì các bạn sẽ tìm cách để kéo cái thứ đấy về. Nên trạng thái tình cảm hiện tại của các bạn hoặc là trạng thái cảm xúc của các bạn bây giờ đó là cái thứ mới đến rồi. Thế nhưng bạn vẫn còn vương vấn một chút với cả cái thứ cũ, và các bạn đang cố gắng để có thể chữa lành bản thân mình hoặc là để có thể cởi bỏ cái nút thắt cuối cùng liên quan đến cái vấn đề tình cảm của bạn ra ấy, hoặc là cởi bỏ cái sự trói buộc cuối cùng giữa bạn với cả quá khứ của bạn nhé. Và cái quá khứ ở đây nó có thể là một người, nó có thể là một môi trường nào đấy, hoặc là một cái thói quen nào đấy trong tình cảm á. Đấy. Nhưng mình nói thật là mình thấy các bạn đã đi một chặng đường rất là dài trong cái quá trình chữa lành này rồi ấy. Và cái lý do mà cái lời mời đấy đến hoặc là cái thứ đấy đến là tại vì các bạn thật sự đã làm việc xong để có thể có một cái tình yêu nó xứng đáng với chính mình rồi. Ngoài ra mình còn có cảm giác giống như mình nói đấy, những cái mối quan hệ đến với bạn kể cả trước đây hay là trong tương lai ấy, nó đều có một cái xu hướng định mệnh gì đấy nhá. Trong tình yêu mình đang thấy là với các bạn, kể cả bạn có nghĩ là nó là những cái mối quan hệ thoáng qua ấy, thế nhưng tất cả những người mà bạn đã từng biết hoặc đã từng ở trong một mối quan hệ, hay kể cả bây giờ đi chăng nữa, mình đang thấy là họ có một cái sứ mệnh hoặc là họ có một cái nghiệp với bạn ấy, và bản thân các bạn giúp họ nữa chứ không đơn thuần chỉ là đến với nhau đâu. Nên có vẻ như kể cả với những cái mối quan hệ cũ thì bạn cũng giúp họ và họ cũng giúp bạn. Có một cái gì đấy liên quan đến cái việc các bạn hơi bị đa nhân cách ấy, tức là lúc thì các bạn nghĩ là có thể đây là định mệnh của cuộc đời mình, và lúc thì các bạn lại đổi ý chẳng hạn, và cứ quanh đi quẩn lại. Nó khiến cho những cái mối quan hệ của bạn, không phải những mối quan hệ mà khiến cho bạn ở thời điểm hiện tại nó bị suy nghĩ nhiều quá, trong khi thực ra mọi chuyện nó không bị phức tạp đến như thế. Tụ một làm cho mình có cảm giác là với tất cả mọi thứ các bạn đều rất là rõ ràng, đều rất là clear, và các bạn làm mọi thứ rất là nhanh chóng. Thế nhưng cứ liên quan đến tình yêu thì bản thân các bạn lại làm cho nó rối rắm lên, và tự bạn hỏi bản thân mình là mình nên làm gì ấy, trong khi với những thứ như là công việc hay là trách nhiệm của mình thì các bạn lại làm nó rất là tốt chẳng hạn. Và mình nghĩ là các bạn có manifest những thứ như là tình yêu nữa, tức là thật sự manifest một người là một nửa của mình ấy. Hoặc đôi khi đó là các bạn vô tình hoặc là trong tiềm thức các bạn manifest chứ không phải là hoàn toàn đâu. Để mình xem là có bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn tụ một trong chuyện tình yêu, thông điệp tình cảm mà các bạn cần nghe ngay bây giờ là gì? Thông điệp tình cảm mà các bạn cần nghe ngay bây giờ là gì? Nó có cái cảm giác nợ nhau ở đây rất là nhiều nhá. Mình không chắc là ai nợ ai á, nhưng nó có cái cảm giác nợ nhau á. Những gì, ví dụ bạn nghĩ bạn từng mất cho người đấy chẳng hạn, hoặc là ai đấy mất cái gì cho bạn á, thì tại vì là nợ nhau á. Cảm giác mình thấy
Và đôi khi là không cần phải biết mặt cũng có thể cảm nhận được cơ. Thế nên có thể với cả cái người đấy ấy, cái người mà là tình yêu của bạn á, đôi khi có thể bạn gặp, bạn nói chuyện với họ trước khi bạn biết mặt họ chẳng hạn, hoặc bạn nằm mơ thấy họ trước khi bạn biết mặt họ. Và cái cảm giác nhìn thẳng vào mắt nhau và nhìn sâu vào mắt, nó có cả một cái khoảng trời ở trong đấy á. Giống như cái ánh mắt của người kia, nó là cả một vũ trụ vậy. Chính vì thế tình yêu với các bạn, nó là một cái tình yêu kết nối ở cái mức độ vũ trụ, hoặc là ở cái mức độ nó rất là cao cấp á. Vì đôi mắt của các bạn có một cái gì đấy nó rất là nổi bật và rất là to. Có nhiều bạn, các bạn còn để cái tóc dài xoăn xoăn nữa, cũng là cái mà mình thấy. Mình nhìn thấy cái hình ảnh vàng óng ả ấy, giống như kiểu một suối tóc màu vàng vậy. Biết công chúa tóc mây, Tangled không? Và cái mái tóc như thế ấy, nó vàng và nó rất là dài, Rapunzel. Và mình nghe thấy bài hát I See The Light của cái phim đấy nữa. Tại sao lại thế nhỉ? Spirit. Tại sao mình lại nhìn thấy phim công chúa tóc mây và cái bài hát đấy? Có vẻ như khi mà bạn gặp, tức là hai người giống như kiểu ánh sáng vậy. Hoặc là trong tình yêu nhé, các bạn giống như kiểu ánh sáng để cho người khác chiếu vào vậy. Vì nó là nhìn thấy ánh sáng mà. Nên có thể là kể cả các mối quan hệ nói chung thôi, mọi người đều coi bạn là kim chỉ nam, hoặc là ánh sáng để hướng đến, là mục tiêu chẳng hạn. Giống như kiểu rất là muốn chinh phục các bạn ấy. Thế nên là quay trở lại là nhắn đầu tiên, đó là các bạn đem cho mình cái cảm giác thiên thần, thì mọi người sẽ hướng đến các bạn, vì các bạn ở bên trên mà. Họ sẽ hướng đến các bạn để họ coi bạn là ánh sáng và chinh phục ấy. Và đôi khi còn coi bạn giống như một không phải sản phẩm, từ trophy là gì nhỉ, cái cúp ấy, cái việc mà bạn chiến thắng một cái gì đấy thì các bạn sẽ được cái thứ đấy. Thế nên mình cảm giác là có nhiều người họ đánh nhau vì bạn, hoặc là họ tranh chấp vì bạn ấy. Tức là có cảm giác các bạn ở đấy và mọi người làm thế nào để được tụ một chú ý nhiều nhất, cũng là cảm giác mà mình thấy. Thế nhưng tụ một lại chỉ muốn ở một mình, thế nhưng tụ một lại chỉ muốn ngồi thiền chẳng hạn, thế nhưng tụ một lại chỉ muốn vào rừng ở, trong khi tất cả mọi người đều muốn xem tụ một là một người như thế nào. Mình cũng nhìn thấy hình ảnh của cái cảnh mà nhà vua ngày xưa lật thẻ bài để xem là thị tẩm với ai ấy, với phi tần nào ấy. Giống như các bạn có rất là nhiều lựa chọn, và những ai mà không được bạn chọn, họ sẽ kiểu ôm mặt khóc ấy. Vì có vẻ như các bạn có những cái người nhắn tin làm quen, hoặc là có những cái người cũng thật sự thích bạn chẳng hạn, nhưng mình thấy là bạn từ chối. Mình thấy các bạn có từ chối người khác nhá. Có một vài cái mình cũng thấy là có lẽ có những người bạn từng từ chối, hoặc là có những người các bạn từng có một mối quan hệ tình cảm với họ, chính những cái người đấy họ có thể sẽ quay ra cắn bạn ấy, hoặc là chính những cái người đấy họ có thể quay lại nói xấu bạn chẳng hạn. Vì mình có thấy những cái thứ đấy ở đây. Đôi khi nó là tại vì các bạn phát triển rất là nhanh, và chính vì thế những cái người bị các bạn bỏ lại, trong đấy có cả tình yêu, nó khiến cho cái người đấy cảm thấy không chịu được ấy, khi mà các bạn lại vượt qua họ và để họ lại. Ngoài ra cái quyển sách hay là cái phim Dear John, nó cũng là một câu chuyện tình yêu mà yêu xa nữa. Thế nên có vẻ như chuyện tình yêu với các bạn, nó có một cái từ xa cách là chủ đạo nhá. Có thể là từ trước đến giờ các bạn yêu xa này, hay kể cả là ở bên nhau sẽ có xu hướng không hiểu nhau. Thế nhưng mình thấy là kể cả yêu xa hay là như thế nào đấy, các bạn vẫn có khả năng để có thể thấu hiểu được người kia ấy. Ít nhất là với các bạn ở bây giờ nhá. Nhưng mình nghĩ là trong quá khứ đã từng yêu xa và đã từng có thời gian mà nó rất là khó khăn với những cái thứ liên quan đến tình cảm chẳng hạn. Và có vẻ như là kể cả đã từng bị tổn thương rất nhiều trong tình yêu, thế nhưng vẫn sẵn sàng yêu tiếp, vẫn sẵn sàng là giao cho người đấy tiếp ấy. Vì mình thấy các bạn có cái xu hướng bị mụ mị hoặc là bị mù quáng trong tình yêu đấy. Đôi khi dành hết tất cả cho người đấy và bỏ hết tất cả những gì mình có ra chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Thì mình nghĩ đấy là cái bài học của các bạn. Sau khi mà bạn học xong được cái bài học đấy, thì các bạn sẽ gặp được một người mà họ sẽ bỏ hết tất cả ra vì bạn. Vì mình thấy phần nào đã bị tổn thương rất là nhiều rồi, và nó cũng là cái gánh nặng. Với một vài bạn mình còn thấy là với những cái kinh nghiệm tình cảm của các bạn sẽ dùng nó để chữa lành cho người khác, hoặc là các bạn sẽ dùng nó để
giúp đỡ những cái người khác mà họ cũng trải qua cái hoàn cảnh giống như bạn vậy. Bất kỳ lời nhắn và thông điệp nào dành cho các bạn tụ một liên quan đến tình yêu. từ hôm làm cho mình nghĩ đến cái việc là ở nhà ấy, hoặc là gặp cái người đấy giống như về nhà vậy đấy. Nên là cái người thật sự dành cho bạn á, họ sẽ đem cho bạn cái cảm giác rất là yên tâm. Nên nếu như trong tụ bài này nhá, có một ai đấy mà các bạn đang tự hỏi liệu đấy có phải là một nửa cuộc đời mình hay không nhỉ ấy, nếu như các bạn hỏi cái câu đấy ấy, thì tức là không. Còn cái người mà thật sự dành cho bạn, cái người mà thật sự ở bên bạn cả đời á, các bạn sẽ không tự hỏi đâu, mà các bạn biết chắc chắn đấy là họ. Ngoài ra từ hôm cũng làm cho mình nghĩ đến là bất kể nơi nào có bạn, nơi đấy là nhà, hoặc là các bạn đi đâu các bạn cũng có cảm giác có thể biến nơi đấy thành nhà của mình được á. Thế nên cái việc dành tất cả cho người kia ấy, hoặc là chỉ cần có người kia thôi là được ấy, cũng là cảm giác mà mình thấy. Lời nhắn dành cho các bạn tụ một liên quan đến tình yêu. Chúng ta có social media. Rất có thể là hai người nói chuyện với nhau thông qua mạng xã hội nhé, hoặc là hai người thường xuyên nói chuyện với nhau thông qua mạng xã hội nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp. Vì mình cứ thấy cái sự xa cách, hoặc là thời điểm hiện tại ấy, mình cứ thấy là bạn đang có cái sự xa cách với người đấy này, hoặc là hai người chỉ nói chuyện thông qua mạng xã hội thôi này, chứ mình không thấy là hoàn toàn ở bên cạnh nhau ấy. Chúng ta có ai wanna be cho endgame? Các bạn friend zone rất là nhiều người nhé. Mình thấy có nhiều người thích bạn nhưng các bạn friend zone ấy, các bạn không thật sự ở bên cạnh họ. Và mình có thấy là các bạn có cái khả năng từ chối một cách nó nhẹ nhàng nhất có thể ấy. Tức là trừ khi một người nào đấy mà theo đuôi các bạn nhiều quá thì các bạn mới kiểu làm gắt, giống như là block hay gì đấy chẳng hạn. Thế nhưng mình cảm thấy nhìn chung, nếu như có thể từ chối một cách nhẹ nhàng được thì các bạn sẽ từ chối, giống như bạn đang chưa sẵn sàng chẳng hạn. Hoặc là, tức là mình đang thấy là các bạn có cái khả năng từ chối theo cái kiểu gì đấy mà nó khiến cho mọi thứ nó không bị quá là khó xử nhá. Đấy, có cái cảm giác đấy ở đây nhá. Có nhiều người thích các bạn nhưng các bạn có cái khả năng từ chối họ một cách nó rất là tinh tế á, và nó có một cái gì đấy khác biệt đấy, không đơn thuần chỉ là mình đang muốn tập trung sự nghiệp hay gì đấy đâu. Lời nhắn nào dành cho các bạn? Mình nhìn thấy hình ảnh dây dày buộc vào nhau nữa. Dây dày ấy, cái từ string ấy. Tại sao lại thế nhỉ? Vì thực ra với dày chúng ta cũng có một đôi mà. Nên cảm giác các bạn được rất là nhiều người yêu thích nhé. Hoặc ai cũng muốn thành đôi với cả các bạn á. Ngoài ra, những cái thứ như kiểu cách với cả tư thế tự nhiên nó được chui vào đầu mình. Vì chúng ta có rất nhiều kiểu để có thể buộc được dây dày, và có rất nhiều kiểu để có thể thắt dây dày, đúng không? Thế nên mình thấy là các bạn có rất là nhiều trò trong chuyện tình cảm á. Giống như yêu đương với các bạn nó là một cái gì đấy, nó giống như đi tàu lượn vậy. Nó có rất là nhiều trải nghiệm, nó không giống như tất cả những cái tình yêu khác. Nên có vẻ như những cái người mà là ex, những cái người mà là người yêu cũ hoặc là hôn nhân cũ với các bạn ấy, họ phải công nhận là yêu đương với tụ một không hề giống với cả tất cả những cái người khác. Hay kể cả người yêu của bạn bây giờ nhá, cũng phải công nhận là bạn hoàn toàn khác với cả những cái mối tình mà họ đã từng có ấy. Vì cái cảm giác mà nó khác biệt và nó không giống ai rất là nhiều ở đây nhá. Thậm chí là bạn còn dạy ai đấy cách yêu đương cơ. Nên có thể thật sự các bạn làm về cái lĩnh vực tư vấn cho người khác về chuyện tình cảm chẳng hạn. Hoặc chỉ đơn giản là cái người bạn yêu hoặc là những cái người xung quanh bạn sẽ đến hỏi bạn yêu đương như thế nào. Với một vài bạn mình còn nghe thấy những cái thứ liên quan đến sex cơ. Tức là hỏi về những cái vấn đề đấy về các bạn ấy. Kiểu master luôn á. Có một cái bộ phim tên là Master of Sex, cũng là một cái bộ phim mà tự nhiên mình đã channel đó. Thế nên là các bạn là những cái người rất là fun khi mà ở trong tình yêu. Ở đây mình có hai cái là same background với cả short hair. Thực ra làm cho mình nghĩ đến hai cái chữ S đầu tiên nhiều hơn nhá. Và với hai chữ S có thể là một cái gì đấy có chữ S, nó rất là liên quan hoặc rất là quan trọng với các bạn. Chẳng hạn công ty, thành phố hoặc tên người đấy có chữ S đầu tiên thì nó sẽ là confirm cho các bạn thôi. Thực ra same background làm cho mình nghĩ đến là background là mình nghĩ đến cái màn hình, cái hình ảnh màn hình máy tính á. Đấy. Nên làm mình nhìn đến hình ảnh màn hình máy tính của Windows XP mà nó là cái thảm cỏ xanh xanh, nó là một cái gì đấy rất là cổ điển và mọi người nhìn vào một cái là sẽ nhớ ngay, sẽ biết ngay á.
Thế nên ở các bạn có một cái gì đấy rất là cổ điển và nó rất là quyến rũ. Thế nên là yêu đương với các bạn nó vừa có cái sự mới mẻ, thế nhưng nó lại có cái sự lãng mạn, nó rất là quyến rũ, rất là cổ điển. Tiểu thuyết nữa, giống như các bạn viết tiểu thuyết vậy. Mình nghĩ các bạn là những cái người viết lách rất là nhiều nhé. Hoặc là các bạn viết thư này, hoặc là các bạn sử dụng ngôn từ rất là tốt, vì mình nghe thấy là mọi người dễ bị đổ bởi những cái thứ như là ngôn từ của bạn, hoặc là người đấy dễ bị đổ bởi ngôn từ của bạn á. Và nếu như các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngôn từ để biến những cái thứ đấy thành hiện thực đấy. Thế nên nếu như thích một người ấy, hoặc là muốn họ làm gì cho mình, hay nói ra, vì mình thấy là người đấy sẽ nói cái đấy và sẽ thực hiện cái đấy cho bạn. Hoặc ví dụ như bạn muốn một tình yêu như thế nào đấy ấy, thì cũng hãy lên tiếng ấy, hoặc đôi khi là manifest chẳng hạn, cũng là cảm giác là mình thấy nữa. Short hair với tóc ngắn, maybe có thể là các bạn tóc ngắn hoặc là một ai đấy tóc ngắn liên quan đến hành trình của các bạn chẳng hạn. Có một cái màu nữa được đưa vào mình, đó là màu xanh, là xanh nước biển. Và xanh nước biển cũng là cái màu liên quan đến nói chuyện, throat chakra rất là nhiều. Thế nên là trong tình yêu các bạn rất là quan trọng cái việc hai người có thể nói chuyện được với nhau này, hai người có thể tương tác được với nhau này. Hoặc là mọi người sẽ rất thích các bạn nói chuyện ấy. Đôi khi các bạn có thể khiến cho người khác fall in love, tức là rơi vào lý tình với bạn chỉ bằng cách các bạn giao tiếp thôi á, không cần phải làm gì nhiều. Giống như miệng lưỡi của các bạn rất là tốt vậy. Và thậm chí là không cần phải gặp bạn mà đã thích bạn rồi ấy. Thế nên mình mới có cảm giác là không cần phải ở bên cạnh nhau quá nhiều, thế nhưng vẫn có thể thích bạn được. Ngoài ra với social media, đôi khi nó làm mình thấy là có thể một người không hoàn toàn biết bạn, họ vẫn thích bạn hoặc là họ vẫn yêu bạn chẳng hạn. Vì khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh một người nào đấy trên mạng xã hội thì chúng ta không nhìn thấy người đấy thật sự, nhưng chúng ta nhìn những cái thứ mà mình nghĩ về người đấy mà. Nên đôi khi bạn sẽ bị những cái người mà họ đưa bạn trở thành một hình mẫu và họ thích bạn với cả cái hình mẫu đấy. Nói chung các bạn là những cái người rất là quyến rũ. Nếu như là xét về cái chuyện tình yêu hoặc là thông điệp tình yêu ấy, đó là bản thân các bạn thực ra có rất là nhiều mối, nhưng mà bên trong các bạn biết là mình chưa sẵn sàng. Chính vì thế là các bạn chưa vội với cả cái việc dấn thân vào một mối tình. Để mình xem là có bất kỳ lời nhắn nào cho các bạn không. À, để mình đọc ở bên ngoài. Có từ bittersweet, đó là cái từ ngọt ngào và cay đắng cùng một lúc, làm cho đưa mình đến sô-cô-la nhé. Vì sô-cô-la vừa đắng lại vừa ngọt. Và các bạn cũng thế, chuyện tình cảm với các bạn nó vừa có những cái lúc đắng, nó lại vừa có những cái lúc rất là ngọt ngào. Các bạn khiến cho người đấy trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất, thế nhưng lại cũng có những cái khoảnh khắc kinh khủng nhất ấy. Thế nên là trong cuộc đời các bạn đã trải nghiệm những thứ rất là kinh khủng trong tình cảm, thế nhưng ngược lại cũng có những cái khoảnh khắc tình yêu mà không ai có thể cảm nhận được ngoài các bạn á. Thế nên là càng nhiều tổn thương trong tình yêu, nó càng hứa hẹn cái việc là đến khi bạn chữa lành xong thì những cái cảm xúc mà các bạn nhận lại nó sẽ đong đầy và trọn vẹn hơn hết cả. Và những cái con người từng trải như các bạn sẽ khiến cho bạn có một tình yêu mà nó không giống với bất kỳ ai cả. Ở đây mình có từ testimony of love, đó là bằng chứng của tình yêu, đúng rồi. Thế nên rất có thể các bạn là một người mà hoặc là tình yêu của các bạn sẽ có những cái thứ đó là bằng chứng, sẽ có những cái thứ rất là định mệnh. Và bản thân các bạn cũng là một bằng chứng nhá. Thực tự nhiên mình nghe thì những thứ như là bằng chứng, thế nên có thể các bạn là bằng chứng cho cái việc trên đời vẫn còn tình yêu này, bằng chứng cho cái việc tình yêu một cách vô điều kiện là gì, và bằng chứng cho cái việc thật sự kết hôn với một người khi mà mình yêu họ, chứ không đơn thuần là vì đến tuổi, không đơn thuần là tại vì mọi người bảo thế. Và đấy là tất cả những gì mình có thể thấy cho các bạn tụng một. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình này. Đừng quên like, subscribe, comment hoặc là donate cho kênh của mình ở bên dưới. Và chúc các bạn có một ngày Valentine vui vẻ nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye. Chúng ta sẽ đến với cả tụ 2 nào. Trước khi đến với tụ 2 mình thanh tẩy năng lượng đã.
hôm nay mình không có, mình quay bằng điện thoại ấy, thế nên mình không chắc là cái chất lượng âm thanh nó có tốt như khi mà mình dùng máy ảnh không. Vì dùng camera thì âm thanh thường nó sẽ tốt hơn. Thanh tẩy năng lượng. Các bạn, tủ 2 mình sẽ ghi lại, tủ 2 là 30-29, tủ 2 là 30-29. Đâu rồi? Ok, các bạn chọn tủ 2. Nếu như các bạn chọn quyển sách The Best of Me thì đây sẽ là trải bài của các bạn để xem là thông điệp tình yêu nào mà các bạn cần nghe nhé. Đây là một quyển sách mà mình đã đọc rồi, nhưng mà mình đã quên mất nội dung của nó rồi vì mình đọc quá là lâu. Chính vì thế là nhắn đầu tiên với các bạn là các bạn cần phải quên hết tất cả những cái gì các bạn biết liên quan đến tình yêu đi. Các bạn cần phải quên hết tất cả những cái thứ mà các bạn từng biết về tình yêu. Rất có thể là được biết đến thông qua gia đình này, bố mẹ bạn yêu nhau như thế nào này, hoặc là những cái định nghĩa trong phim mà các bạn từng xem, những cái người nổi tiếng, những cái tình yêu mà các bạn đọc trong tiểu thuyết ấy. Vì mình đang thấy là các bạn cần phải xóa bỏ hết tất cả những cái thứ liên quan đến tình yêu trong đầu các bạn đi. Thì đấy là cái lời nhắn đầu tiên dành cho các bạn tụ 2. Một cái nữa mình cũng thấy là với từ The Best of Me, đó là cái phiên bản tốt nhất của bạn á, thì mình đang thấy là các bạn đang có cái xu hướng chờ đến khi, hoặc là chờ một cái phiên bản tốt nhất nào đấy đến với mình á. Hoặc có thể là, vì thực ra mình nhớ không nhầm là cái chuyện này đó là hai người biết nhau từ nhỏ, thế nhưng về sau mới quay trở lại với nhau. Thế nên rất có thể là bạn đã từng quen một người nào đấy rồi chẳng hạn. Thế nhưng cái thời điểm đấy nó chưa phải là phiên bản tốt nhất của bạn. Thế nhưng về sau khi mà quay trở lại, hai người trở lại với cả cái phiên bản tốt nhất, và đấy mới là cái lúc mà hai người đến với nhau. Đây là một tủ bài mình có cảm giác với những thứ giống như tình yêu kiểu thanh mai trúc mã cũng có này, hoặc là từ bạn thân trở thành người yêu này, những cái câu chuyện như thế là mình thấy rất là nhiều nhất. Rồi thì tình yêu học đường đấy, không hiểu sao những cái câu chuyện rất là thanh xuân. Nên kể cả không phải là các bạn yêu đương như thế thì rất có thể là đấy là cái kiểu tình yêu ấy, cái kiểu tình yêu mà mình thấy các bạn có thể thích hoặc là hướng đến chẳng hạn. Bất kỳ thông điệp tình yêu nào dành cho các bạn tụ 2 Spirit, kết nối với năng lượng của các bạn tụ 2. Có một bộ phim hiện ra trong đầu mình nữa, đó là phim La La Land, những kẻ mộng mơ. Và cuối cái phim đấy hai nhân vật chính không đến được với nhau. Thế nên là có vẻ như cái tình yêu mà các bạn mơ ở trong đầu á, hoặc là cái người mà các bạn mơ ở trong đầu không phải là cái người sẽ happy ending với bạn. Giống như kiểu người đấy chỉ đến để dạy cho bạn một bài học thôi chẳng hạn. Hoặc là cái kiểu mẫu nào đấy mà bạn đang có, tức là cái kiểu tình yêu nào đấy mà các bạn đang mơ á, nó không hoàn toàn là cái tình yêu ngoài đời của các bạn đâu. Và ngoài đời các bạn sẽ có một cái tình yêu kiểu khác. Đấy, thế nên mình nói là các bạn cần phải xóa nhòa những cái thứ liên quan đến tình cảm mà các bạn đã từng biết đi. Ngoài ra mùa thu cũng là một cái mùa mà mình thấy nhá, đem mình đến cái bộ phim tiếp theo, đó là 500 Days of Summer, nhầm 500 ngày mùa hè ấy. Mình hy vọng các bạn biết phim đấy vì rất là nổi tiếng. Thì trong cái phim đấy, cái nhân vật chính họ rất là thích một cô gái tên là Summer, thế nhưng không thể đến được với nhau được ấy. Và về sau cái người tiếp theo đến đó là Fawn ấy, đó là một cái cô gái tên là mùa thu ấy. Chính vì thế là các bạn từng nghĩ, hoặc các bạn có thể nghĩ đấy là một nửa của mình, hoặc là đấy là cái kiểu tình yêu mà mình sẽ có chẳng hạn. Thế nhưng thực ra nó khác cơ. Các bạn từng nghĩ mình hợp nhất với mùa hè, thế nhưng thực ra mùa thu mới là cái mùa đẹp hoặc là hợp với cả các bạn. Mùa thu đưa mình đến cái hình ảnh lá rụng nữa, lá rụng của mùa thu nữa, thay lá mà. Chính vì thế là các bạn đang ở trong cái trạng thái giống như kiểu thay áo vậy, hoặc là lột bỏ hết tất cả những cái thứ không chuẩn về tình cảm của các bạn đi nhá. Lột bỏ hết tất cả những cái thứ mà không phải là tình yêu, không phải là cái suy nghĩ chuẩn về tình yêu. Nên rất có thể đây là một tụ bài mà các bạn lớn lên trong gia đình, hoặc là các bạn đã
chứng kiến rất là nhiều những cái tình yêu mà bị đổ vỡ, hoặc chứng kiến rất là nhiều những cái thứ không tốt trong tình yêu, ví dụ như bị chia tay, bị phản bội, hoặc là không yêu nhau chẳng hạn. Đấy, và nó trở thành một phần tiềm thức của các bạn, đó chính là tình yêu nó luôn luôn tồi tệ, kiểu kiểu như thế. Vì mình đang cảm thấy có một cái ảo tưởng gì đấy liên quan đến tình cảm nó không chuẩn với cả các bạn. Và thế là các bạn nghĩ là nên tập trung vào tiền bạc hoặc là vật chất hơn chẳng hạn, thay vì cái việc yêu đương á. Mình có cái cảm giác như thế. Đây là một tụ bài mà phần nào mình khiến cho mình thấy các bạn đang không quá là tập trung vào tình yêu. Hoặc nếu không ấy thì nó cũng là lời nhắn cái việc bây giờ không phải là lúc tập trung vào tình cảm. Vì có vẻ như các bạn vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng về cái việc yêu đương. Các bạn vẫn đang học cách đứng trên đôi chân của mình nhiều hơn, hoặc là đọc học cái cách đủ lông đủ cánh tự mình navigate, tức là tự mình định hướng cái cuộc sống của mình trước khi bạn bê một ai đấy đến với cả cuộc đời của bạn nhé. Mình đang cảm thấy là những cái mối quan hệ xung quanh của bạn không được tốt lắm. Và nếu như các bạn đang ở trong một mối quan hệ cụ thể thì mình thấy là giữa bạn với cả người đấy dễ có những cái bất đồng quan điểm mà không hiểu nhau. Mà vấn đề nó không phải là đến từ cái việc ai đúng ai sai, mà nó là cái góc nhìn của hai người có cái sự khác nhau á. Chính vì thế là nó mới gây ra những cái tranh cãi như thế. Nên mình đang có cảm giác là chuyện tình cảm của các bạn nó đang không phải là quá là thuận đâu, mà nó có cái xu hướng có những cái conflict, có những cái mâu thuẫn mà không biết là từ đâu ra nhiều hơn. Và mình đang cảm thấy là để nếu như bạn thật sự ở trong một mối quan hệ ấy, thì nó là hãy lùi lại một bước để có thể tiến thêm, hoặc là để có thể xử lý cái vấn đề đấy. Vì nếu như mà là hai người, một mối quan hệ của hai người, thì mình đang thấy là một người thì rất là muốn dành thời gian cho bản thân, còn một người thì lại đang rất là muốn tập trung đến sự nghiệp chẳng hạn. Nên đấy là lý do tại sao mà nó có cái sự xa cách, hoặc là nó nên xa cách ở đây, tức là cần phải tập trung vào những cái thứ đấy. Còn nếu như các bạn đang độc thân ấy, thì mình cũng thấy là cái việc dành thời gian cho bản thân hoặc tập trung vào sự nghiệp là những cái thứ mà các bạn nên có nhiều hơn, kiểu tự mình chăm sóc cho mình ấy, thay vì cái việc là chờ một ai đấy đến với mình nhá. Vì lúc mà làm cái trải bài này, mình đã nghĩ là trong các tụ bài sẽ có một tụ bài nó rất là nhiều tin nhắn cái việc yêu bản thân. Nói thật luôn, yêu bản thân trước thì bạn mới có thể yêu người khác được chẳng hạn. Và mình còn thấy các bạn có cảm giác là cái hành trình của mình dài quá. Có khi nào chỉ cần một người đến thôi thì họ sẽ giúp mình, chỉ cần một người đến thôi thì mình sẽ không còn mệt mỏi nữa ấy. Mình còn thấy ở đây có nhiều bạn, các bạn mong chờ tình yêu đến cái mức mệt nhoài rồi cơ. Tức là bao giờ người đấy mới đến nhỉ? Với tụ bài các bạn, mình có cảm giác chần chừ ấy, có cái từ trong tiếng Anh là reluctant ấy, tức là muốn làm nhưng mà lại không biết có nên làm hay không nhỉ. Không chắc đấy có phải là cái hướng mình nên đi hay không nhỉ. Nói chung là nó rất là chần chừ ấy, thế nên có cảm giác là các bạn rất dễ chần chừ khi mà đưa ra một cái quyết định. Các bạn vẫn phải học rất là nhiều về những thứ như là trực giác ấy, xem là làm thế nào để có thể lắng nghe trực giác của mình. Tụ bài các bạn có một cái là mình lên hai bộ bài và nó đều là cái lá Five of Swords luôn. Thế nên là những cái thứ liên quan đến cái việc hiểu nhầm lẫn nhau, rồi thì cái việc không thể nào thấu hiểu được ấy, nó rất là nhiều ấy. Vì Five of Swords bản chất là cái lá bài của cái việc dễ gây tranh cãi mà. Chính vì thế mình cảm thấy tầm này không phải là cái tầm nên lên tiếng quá là nhiều với cả các mối quan hệ. Ngoài ra mình cũng thấy là nếu như bây giờ có một người nào đấy đến với cuộc đời bạn ấy, thì nó rất dễ mang đến một cái mối quan hệ bị sai, trong khi bản chất nó không phải là như thế. Tức là ở bên trong thì hai người rất là yêu nhau, hoặc là bên trong hai người rất là thương nhau chẳng hạn. Thế nhưng tại vì không, tại vì cái ego, vì cái bản ngã quá là lớn ấy, nó khiến cho các bạn không hiểu được nhau. Với tụ hai của các bạn, mình nghe thấy một từ, đó là từ bỏ cuộc nhé. Các bạn đang muốn bỏ cuộc. Mình không chắc là các bạn muốn bỏ cuộc vì cái gì ấy. Mình không chắc nó chỉ đơn giản là cái lời nhắn liên quan đến tình yêu, hay là nó là cả cái hành trình của bạn ấy. Vì mình cảm thấy là các bạn đang nghĩ là có nên bỏ cuộc hay không nhỉ ấy. Có nên bỏ cuộc hay không? Nên vì sao đây mình có ép học cơ? Mình không nghĩ là các bạn bỏ cuộc với một cái gì đấy rất là lớn, nhưng nó có thể là bạn phải bỏ đi một cái gì đấy nhá. Và mình thấy là chính cái khoảnh khắc bạn bỏ cuộc sẽ là cái lúc bạn nhìn ra vấn đề đấy. Đúng rồi, bỏ cuộc đi.
Thì không chắc là cái gì nhé, nhưng mà có một thứ mà nó muốn các bạn bỏ cuộc đấy. Chỉ cần các bạn bỏ cuộc với cái thứ đấy thôi thì mọi thứ sẽ ra vấn đề, vì các bạn vẫn đang khá là cố chấp đấy. Cố chấp với một hình ảnh, cố chấp với cả một cái đám cưới, cố chấp với cả một mẫu người, một kiểu tình yêu nào đấy. Nhưng bạn cố chấp với nó sẽ không bao giờ được cả. Hãy bỏ cuộc ấy, vì mình thấy đấy là cái lời nhắn mà nó có thể tốt với cả các bạn ấy, vì các bạn đang bị quanh đi quẩn lại với những cái thứ liên quan đến tình yêu rất là nhiều. Vì thực ra cái từ the best of me đó là cái phiên bản tốt nhất của bạn á. Hãy hiểu là không có gì hoàn hảo cả ấy, và bạn cũng không hoàn hảo. Nếu như bạn cứ nghĩ là người đấy phải là cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính họ ấy thì sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu. Nó phải là mọi thứ nó là như vậy, và bản thân các bạn chấp nhận nó ấy. Nên mình cứ thấy nếu như trong tình cảm ấy, các bạn có một cái mẫu người gì đấy ấy, hoặc là các bạn có những cái tiêu chuẩn nó bị không thực tế trong tình yêu. Đấy là từ mình nghe thấy, các bạn có những cái tiêu chuẩn không thực tế trong tình yêu và các bạn nên bỏ cuộc với nó. Mình không nói là các bạn không xứng đáng có được cái người đấy, chỉ là cái thứ mà các bạn muốn với cái thứ mà các bạn cần ấy nó khác nhau rất là nhiều. Để mình xem là đằng sau mình nhìn thấy một cái lá bài ở trong đầu mình, đó là cái lá bài Message in a Bottle, tức là có một cái lời nhắn ở trong chai á, ở trong cái bộ Wisdom of Oracle. Chính vì thế là các bạn có một cái bài học gì đấy mà các bạn vẫn chưa học liên quan đến tình cảm. Mình còn nghe thấy là các bạn stuck với cả cái bài học đấy rất là lâu rồi cơ. Vì thực ra là khi mình đọc bài nhiều thì mình phát hiện ra cái năng lượng nó sẽ có cái sự liên kết giữa những cái clip với nhau ấy. Nếu như các bạn thường xuyên chọn tụ hai của mình ấy thì mình thấy là các bạn có một cái vấn đề gì đấy liên quan đến tình yêu mà các bạn cứ quanh đi quẩn lại với nó, các bạn chưa lành mãi chưa xong, hoặc là đôi khi liên quan đến các mối quan hệ nói chung ấy. Các bạn đang giữ một cái tiêu chuẩn nó bị vô lý với cả những cái người xung quanh bạn, hoặc là với cả tình yêu của bạn nói chung ấy. Vì thực ra mình đang thấy là nó là cái sự tiêu chuẩn kép ấy. Các bạn không muốn người ta đánh giá mình vì một cái gì đấy, thế nhưng bản thân các bạn lại đánh giá người khác vì cái đấy. Ví dụ như bạn không muốn người ta đánh giá mình về ngoại hình chẳng hạn, thế nhưng bản thân các bạn lại đánh giá người khác về ngoại hình. Hay tương tự kể cả về công việc hay về tiền bạc cũng thế thôi nhá. Kể cả các bạn cảm thấy là mình không ấy, thế nhưng mình đang thấy là các bạn có cái thứ đấy đấy. Chưa kể tụ hai còn có một cái suy nghĩ hoặc là có một cái cách nói chuyện như thế này này, kiểu không có ý gì đâu, nhưng mà đấy, ví dụ như bạn muốn chê một cái gì đấy, trước khi bạn chê bạn sẽ nói là không có ý gì đâu nhưng mà thế này thế kia ấy, để bạn muốn thể hiện cho người ta biết là mình không định chê. Thế nhưng cái từ nhưng đấy mới là những cái thứ mà nó thật sự có giá trị trong cái câu nói của bạn ấy. Các bạn có một cái từ mình nghe thấy là các bạn muốn thể hiện ra là mình là một người kiểu niệm Phật, hoặc mình là một người rất là thanh cao chẳng hạn. Thế nhưng ở bên trong các bạn vẫn đánh giá người ta, nhưng các bạn thể hiện ra bên ngoài mình là một người thức tỉnh, các bạn thể hiện ra bên ngoài mình là một người rất là chu toàn, hoặc là một người mà rất là dễ chịu đi. Thế nhưng bên trong bạn lại không phải là một người như thế. Nên đấy là cái thứ bạn cần làm việc ấy, để cái chặng đường tình yêu của các bạn nó có thể mượt mà hơn. Là cái mà mình thấy có một cái gì đấy các bạn giữ rất là lâu mà mãi các bạn không bỏ ra được ấy, và đấy là lý do nó gây ra cái trạng thái tình yêu của các bạn bây giờ ấy. Vì với các bạn những thứ như là tình cảm nó bị không thuận đấy. Các bạn có thể là những cái người mà đã từng được nói là lận đận tình duyên chẳng hạn. Ở đây chúng ta có từ say you do, tại sao có cái bài đấy trong đầu mình nhỉ? Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Có thể đấy là một cái bài hát mà nó quan trọng với các bạn chẳng hạn. Lời nhắn nào về tình cảm dành cho các bạn tụ hai. Lời nhắn về tình yêu dành cho các bạn tụ hai. Chúng ta có Doraemon. Doraemon của cái túi thần kỳ không đáy, giống như kiểu việc gì cũng có thể làm được vậy. Thế nhưng đôi khi với Nobita cứ bị phụ thuộc quá vào Doraemon đúng không? Và có cái gì cũng đòi Doraemon phải giúp ấy.
thì mình thấy nó là cái cảm giác các bạn đang bị phụ thuộc quá, hoặc là nó đang không có cái xu hướng đứng trên đôi chân của mình á. Mình biết là nghe nó có vẻ rất là harsh chứ. Thế nhưng bạn nghĩ là bạn xứng đáng với cả một cái tình yêu như thế, đúng. Nhưng bạn phải làm gì để bạn xứng đáng với nó ấy? Chứ không phải là bạn ngồi yên ở cái vị trí này và bạn nghĩ là bạn xứng đáng với cả một cái kiểu tình yêu như thế đâu. Vì nếu như bạn chỉ mơ thôi thì cái giấc mơ đấy nó không bao giờ thành hiện thực cả, mà nó cần các bạn phải hành động. Đấy, các bạn không thể nào ỷ lại. Mình còn thấy là các bạn có xu hướng bị động nữa. Thì rất có thể trong tình yêu, nếu như bạn thích một người, bạn sẽ không nói ra chẳng hạn, bạn sẽ không lên tiếng và bạn chờ người kia tiếp cận mình trước, bạn chờ người kia hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nên ví dụ như kiểu bạn thích một người, thì bạn không phải bạn thích một người mà trong một mối quan hệ ấy, bạn nghĩ là nếu như người đấy muốn đến với mình thì họ phải làm việc với bản thân họ, hoặc là họ phải kiếm nhiều tiền hơn, hoặc là họ phải yêu bản thân hơn. Thế nhưng bạn không nhìn lại chính mình cần phải làm gì để có thể có một cái tình yêu mà mình mong muốn, hoặc là mình cần phải làm gì để bản thân mình có thể tốt hơn được chẳng hạn. Thế nên mình mới nói nó là những cái thứ liên quan đến cái sự tiêu chuẩn kép ở đây ấy. Những cái thứ bạn không muốn người khác đánh giá mình, nhưng bạn lại dùng chính những cái tiêu chuẩn đấy để đánh giá người khác trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ. Nên nó khiến cho bạn bị bế tắc ở đấy, đó là vì như thế. Ở đây mình có Why This Dream. Thực ra đây là tên một bài hát của Taylor Swift, và cái MV của cái bài hát này là cái tình yêu mà làm người thứ ba, nếu mình không nhầm là như thế. Mình không nghĩ đây là một tụ bài mà các bạn dính đến những thứ như là người thứ ba ở đây nhá. Thế nhưng nó là cái việc Why This, nó là cái việc nó rất là ảo ấy, và nó là một cái gì đấy rất là lớn, rất là mơ mộng. Thế nên phần nào có thể các bạn có một cái kiểu tình yêu, có một cái mẫu tình yêu gì đấy rất là lớn ở trong đầu mình chẳng hạn, mà các bạn không biết làm thế nào để manifest nó đến ấy. Nếu như bạn muốn nó thì các bạn phải làm việc. Để mình xem có bất kỳ lời nhắn nào. Sao mình cứ nghe thấy những cái thứ như là bỏ cuộc ở đây rất là nhiều nhá. Mình không biết nó nói đến một cái gì đấy trong cái hành trình của các bạn ấy. Nhưng mình nghe thấy cái từ bỏ cuộc rất là nhiều. Mình không chắc là các bạn muốn bỏ cuộc hay là các bạn nên bỏ cuộc nữa. Các bạn đang nghi ngờ cái con đường của mình đúng không? Các bạn đang không biết có phải đúng người hay không này. Các bạn đang không chắc là con đường này có đúng hay không. Các bạn đang không chắc là mình có đang làm đúng việc hay không ấy. Các bạn đang rất muốn bỏ cuộc. Bất kỳ lời khuyên nào dành cho các bạn tụ hai, thông điệp tình yêu mà các bạn cần nghe ngay bây giờ. Có vẻ như các bạn bước chân vào một cái trải bài tình yêu, nhưng mà nó đang có cả những cái thông điệp xung quanh cuộc sống của bạn hay sao ấy. Thông điệp tình yêu nào dành cho các bạn tụ hai bây giờ? Hoặc ít nhất mình muốn nói là cái trạng thái của các bạn đang không tốt, không ổn lắm. Mình có từ dark. Dark night of the soul cũng là một cái từ mình nghe thấy này, bóng tối linh hồn á. Mình có thể các bạn đang trải qua cái giai đoạn đấy. Nói chuyện với các bạn mình cảm giác giống như mình đang bị ngộp thở vậy. Giống như kiểu bị dìm xuống nước và mình không thể nào thở được á. Mình không chắc là các bạn đang gặp vấn đề gì nữa, nhưng mình có cảm giác là rất là bế tắc á. Và các bạn đang không biết phải làm thế nào để cho cái chặng đường tình cảm của mình nó khác đi cả ấy. Và dù các bạn thử rất là nhiều cách rồi, bạn vẫn không hiểu mọi thứ là như thế nào, cũng là cảm giác mà mình thấy nữa. Đó cũng làm mình nghĩ đến một bộ phim là The Dark Knight Rises, cái phim Batman ấy. Và cái phim đấy có một người, cái nhân vật phản diện của phim đấy là một người rất là được mọi người kính trọng, nhưng thực ra lại là kẻ xấu ấy. Thế nên có vẻ như bên ngoài các bạn thể hiện, vì mình thấy có cái sự đối lập ở đây nhá. Tức là bên ngoài là một người như vậy, nhưng bên trong lại là kiểu khác ấy. Thế nên nó có thể là hai hướng. Bên ngoài bạn không có ý đấy đâu, thế nhưng bên trong bạn có ý đấy thật ấy. Bên ngoài bạn thể hiện tốt, thế nhưng bên trong nó không hoàn toàn tốt như thế. Lời nhắn dành cho các bạn tụ hai liên quan đến tình yêu. Mình có từ older, già. Tự nhiên mình nghe từ lái máy bay, không hiểu sao.
Older là mình nghĩ đến những cái ngôi biệt thự rất là cổ xưa. Và có một từ nữa đó, từ Slender. Không hiểu sao cái từ Slender là mình nghĩ đến một cái nhân vật kinh dị, đó là Slenderman, cái người mà chân tay rất là dài 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 á. Thế nên với cái việc mình nghĩ đến cái biệt thự cổ xưa với cả những cái nhân vật mà Slenderman á, có một bộ phim nữa ở trong đầu mình, đó là Hunting of Hill House, cái ngôi nhà Hill House ở trên Netflix. Đấy là bộ phim kinh dị rất là hay nữa. Các bạn có những cái góc tối mà bản thân các bạn nhìn vẫn chưa ra, và có những cái thứ các bạn nghĩ nó là xấu, thế nhưng thực ra nó lại không xấu. Đấy là cái mình thấy nhá, mọi thứ không giống như những gì mà các bạn nhìn đâu. Vì các bạn đang có cái xu hướng nhìn mọi thứ nó là như vậy, và các bạn đánh giá một thứ thông qua ngoại hình của nó, mà các bạn không hoàn toàn nhìn cái thứ ấy từ bên trong. Và đấy cũng chính là lý do bạn gặp những cái vấn đề trong tình cảm của mình đấy. Bạn nhìn một người và bạn nghĩ họ là một người như vậy, bạn nhìn một vấn đề và bạn nghĩ nó là như thế, trong khi ẩn ở đằng sau nó lại là một thứ khác. Giống như cái bộ phim Hunting Hill House, cái ngôi nhà mà chúng ta nghĩ là nó tệ, thế nhưng bản chất nó lại xuất phát và nó lại bắt nguồn từ những cái thứ rất là tình cảm, nó lại có những cái thứ ý nghĩa ở đằng sau đấy. Thế nên là có rất nhiều những cái tình huống trong cuộc đời bạn bây giờ, bạn nghĩ là nó tiêu cực, thế nhưng nó đang chứa đựng một cái bài học, và nó chứa đựng một cái tình yêu ở đằng sau mà nó chờ các bạn để khám phá ra. Chính vì thế với các bạn tụ hai, ngay bây giờ hãy nhìn giúp mình xem các bạn ghét cái gì nhất, hoặc là các bạn sợ thứ gì nhất. Đấy, có thể là bạn rất là ghét một kiểu người và bạn nghĩ là bạn không bao giờ yêu người như thế. Bạn nghĩ là bạn không muốn về nhà mình chẳng hạn, bạn rất là ghét một thứ gì đấy liên quan đến gia đình mình này, bạn rất là tránh những cái người như thế, bạn cứ nhìn là bạn tránh. Có một cái gì đấy nhá, có một cái sở thích đồ ăn ở đấy, bạn cứ nhìn là bạn tránh ấy. Thì mình đang thấy là ở bên trong cái thứ mà các bạn kỳ thị đấy, nó đang chứa đựng một bài học, mà các bạn phải học xong cái bài học đấy, các bạn mới có thể đi tiếp trong cái hành trình tình cảm của mình được. Nên hãy nhìn, vì mình đang xem về tình yêu nhá, các bạn ghét kiểu người như thế nào nhất trong tình yêu? Hãy tự hỏi mình đi. Và chính cái điểm bạn ghét đấy chính là cái thứ mà các bạn cần phải chữa lành. Tại vì cái thứ mà bạn ghét ở người khác, hoặc các bạn không thích, các bạn kỳ thị ở người khác, tức là bạn đang kỳ thị chính cái thứ đấy ở bên trong mình. Nên ví dụ như bạn rất là không thích một người viết sai chính tả chẳng hạn, thì bản chất là tại vì bạn rất sợ người khác đánh giá mình khi mà mình nói sai chính tả hay như thế nào đấy. Và đấy là cái mà bạn cần phải cởi bỏ. Đôi khi nó về mặt ngoại hình nhá, bạn không thích một người xấu thì tức là bạn đang tự thấy bản thân mình xấu. Thì mình đang thấy là bạn cần phải chữa lành cái thứ mà bạn không thích nhất trong tình yêu ấy, nó là cái gì ấy. Và đấy chỉ là cái vấn đề bạn đang có, bạn phải cởi bỏ cái thứ đấy ra, nó mới giải phóng bạn hoàn toàn khỏi cái gông cùm liên quan đến cái vấn đề yêu đương của bạn được. Tại vì bạn đang có một cái vòng lặp lặp đi lặp lại trong tình yêu, hoặc là nó khiến cho bạn ở yên một chỗ và bạn không biết làm thế nào để thoát ra được cả. Thế nên là cái từ bỏ cuộc ở đây ý mình là nếu như nó là một cái thứ gì đấy thì bạn phải bỏ cuộc và phải đầu hàng với nó, và phải đối diện trực tiếp với nó. Nên mình hy vọng là các bạn hiểu ấy. Còn bất kỳ lời nhắn nào dành cho các bạn tụ hai liên quan đến tình yêu không? Để mình đọc xem ở trong đằng sau này. Ồ, ở đây có một dòng là Can love truly rewrite a past? Đó là tình yêu có thật sự viết lại quá khứ không á? Cái dòng cuối cùng ấy. Chính vì thế là mình có cảm giác có một cái gì đấy là các bạn viết lại quá khứ của các bạn đấy. Nên nếu như mà bố mẹ các bạn không hạnh phúc trong tình yêu và nó khiến cho các bạn nghĩ tình yêu là như thế, hoặc là các bạn đã từng đổ vỡ một lần, hoặc là các bạn có một cái nhìn không chuẩn về tình cảm á, thì giờ là lúc các bạn viết lại câu chuyện tình yêu của đời mình rồi đấy. Vì cái ngòi bút nó ở trong tay bạn, và bản thân các bạn phải viết lại cái câu chuyện của cuộc đời mình. Các bạn nói là bạn không bao giờ yêu một người như thế đúng không? Nhưng bạn hoàn toàn có thể viết lại được mà. Chúng ta có thể hoàn toàn viết lại cái statement đấy. Thay vì cái việc là mình không bao giờ yêu một người viết sai chính tả, thì nó là ai mình cũng yêu. Nó là như thế đấy. Cái thứ mà các bạn cứ nói là không đấy á, chính là cái thứ nó đang chặn các bạn lại. Và thực ra các bạn chỉ cần bỏ cái chữ không, gạch nó đi thôi, và viết lại là nó có, mình có yêu một người sai chính tả.
nó chẳng có gì sai với một người nếu như họ xấu cả. Và không có gì gọi là xấu hay đẹp nhé. Chẳng có gì sai với một người nếu như họ không đạt chiều cao trung bình. Chẳng có gì sai với một người nếu như mà họ nói chuyện không hay cả. Đấy là vì như thế, người ta là như vậy, bạn không hoàn hảo và họ cũng vậy. Không có gì sai với bạn hay ở người khác hết. Thế nên là chẳng có gì là bạn không thể làm cả. Bạn hoàn toàn có thể viết lại cái suy nghĩ đấy ở trong đầu mình. Và mình hy vọng là những cái lời nhắn mà mình gửi đến cho các bạn phần nào có thể giúp ích được cho các bạn trong tình yêu. Và mình biết là một ngày 14 tháng 2 mọi người sẽ thích những cái lời nhắn mà nó vui vẻ hơn, nó happy hơn trong tình yêu. Thế nhưng nếu như mà có một cái vết thương gì đấy cần chữa lành thì mình nghĩ mình phải là cái người đưa cái tin nhắn đấy cho các bạn nhiều hơn. Chính vì thế là hy vọng có một cái gì đấy mà đã chạm được vào các bạn rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình này. Đừng quên like, subscribe, comment và donate cho kênh của mình nếu như các bạn thích này. Chúc các bạn có một ngày Valentine vui vẻ, bất kể là các bạn đang độc thân, đang ở trong một mối quan hệ hay là chỉ có một mình thôi nhá. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye. Tụi ba. Trước khi đến với tụi ba, mình phải thanh tẩy năng lượng đã. Vì mình quay vào điện thoại nên là mình sẽ không cắt mấy cái cảnh này đi. Nhưng mình cũng không đoán là có quá nhiều bạn nhìn thấy những cái cảnh này đâu. Ngày Valentine của các bạn thế nào? Hoặc là bất kể thời điểm nào mà các bạn xem cái clip này ấy, các bạn thế nào? Các bạn có muốn chia sẻ với mình không? Bạn tụ ba, chúng ta có 5, 7, 9. Ok, các bạn chọn tụ ba. Nếu như các bạn chọn quyển sách A Walk to Remember này thì chúng ta sẽ cùng đến với cả thông điệp tình yêu dành cho các bạn nhé. Cái này dưới cái tiếng Việt là đoạn đường để nhớ, vì đây là hai nhân vật chính của bộ phim đấy, vì đây là một quyển sách đã được chuyển thể thành phim rồi. Chỉ riêng cái từ đoạn đường để nhớ thôi làm cho mình có cảm giác là bản thân các bạn có một cái mối tình gì đấy khắc cốt ghi tâm, đúng không? Hoặc là có một cái mảnh tình nào đấy mà nó không thể nào quên được ấy. Nó in hẳn ở trong tim bạn luôn ấy. Có một cái từ gọi là từ imprint ấy. Để lại một cái dấu chân, để lại một cái vết thương này. Thế nên là các bạn đang có một cái gì đấy nó in hẳn trong chuyện tình cảm của bạn, in hẳn trong trái tim của các bạn luôn nhá. Có cái hình ảnh trái tim mà bị băng cá nhân ấy, cũng là cái mình thấy với cả tụ bài của các bạn này. Có một cái gì đấy in ở trong đầu các bạn. Có một từ khác đó chính là cái từ bạch nguyệt quang. Dịch ra nó là một cái từ Hán Việt ấy, chỉ những cái người mà họ rất là nắm giữ một cái hình ảnh nào đấy ở trong đầu và họ không thể nào quên được cái hình ảnh đấy. Giống như các bạn yêu một người từ lâu lắm rồi á, và bạn không thể nào quên được cái hình ảnh của người đấy chẳng hạn. Tức là có một cái gì đấy mà các bạn nắm giữ trong người mình rất là lâu, và bạn nghĩ là kể cả có yêu ai cũng không thể nào hơn được người đấy, kể cả có gặp ai cũng không thể nào hơn được người đấy chẳng hạn. Bạn rất là nắm giữ cái hình ảnh đấy ở trong đầu. Từ tiếp theo mình nghe thấy đó là từ trà xanh nhá. Nếu như không phải các bạn thích trà xanh thì tức là cái mối quan hệ các bạn đã có những cái thứ rất là trà xanh, rất là matcha ở trong đấy. Để mình đọc đằng sau xem là cái câu chuyện này là gì. Một câu chuyện tình yêu mà của những cái người rất là trẻ, khi mà họ chưa hoàn toàn trưởng thành. Thực ra mình đã đọc cái này rồi. Nên có cảm giác là cái chuyện tình yêu hoặc là cái thời điểm bạn gặp cái người đấy ấy, nó là một bài học, nó là một mối quan hệ. Trong tụ bài này mình đang thấy là nếu như các bạn vẫn còn vướng mắc với một người hoặc đang vướng mắc với một người ấy, đấy không phải là cái người sẽ đi cùng các bạn cả đời đâu. Ít nhất là phiên bản này có họ và phiên bản này của bạn. Hai người chỉ gặp nhau để dạy cho nhau một bài học hoặc là đi cùng nhau một chặng đường, và bây giờ đã đến lúc bạn với họ
rẽ hai cái hướng tiếp theo hoặc là đi hai cái hướng khác rồi ấy. Nên là cái bài học nó phải được học xong ấy, đoạn đường để nhớ mà, nên bạn hãy hiểu là đi cùng với nhau một đoạn đường và chúng ta nhớ cái đoạn đường đấy, nhớ tất cả những cái kỷ niệm mình từng có, thế nhưng đã đến lúc cả hai rẽ sang hai cái hướng khác rồi đấy. Điều quan trọng đó là bạn nhớ cái đoạn đường hai người đã có với nhau thôi, đó là những cái kỷ niệm. Chứ nếu như ngay bây giờ các bạn tách ra là sẽ trở thành những cái kỷ niệm rất là đẹp, thế nhưng bạn giữ ấy, càng giữ và càng ép nhau đi chung đường ấy, nó sẽ trở thành những cái kỷ niệm nó rất là tiêu cực, là cái cảm giác mình thấy. Kết nối với năng lượng các bạn tụ ba, thông điệp về tình yêu nào mà các bạn cần phải nghe, thông điệp về tình yêu nào mà các bạn cần nghe ngay bây giờ. Các bạn tụ ba, thông điệp tình yêu nào mà các bạn cần nghe. Mình cảm giác đây là một tụ bài rất cần an ủi nhé. Mình không chắc là các bạn mới chia tay hay là các bạn đang gặp những cái vấn đề không ổn trong tình yêu á. Và các bạn rất mong có một ai đấy nói với các bạn cái từ I love you ấy. Vì có vẻ như không ai nói với bạn cái câu đấy cả, hoặc kể cả họ có nói thì họ cũng không thật lòng yêu bạn á. Thế nên là trước khi trải bài cho các bạn, mình chỉ muốn nói là I love you thôi ấy. Đó là mình thật sự yêu các bạn á. Có thể tình yêu mình dành cho các bạn nó không phải là tình yêu mà các bạn đang nghĩ là bạn cần từ một người cụ thể nào đấy, bạn muốn nghe cái câu đấy từ một ai đấy. Thế nhưng hãy hiểu là đôi khi tình yêu nó có thể đến từ một cái dạng khác á. Và các bạn đang nghĩ là mình rất là thiếu tình yêu chẳng hạn. Mình hy vọng có thể phần nào bù đắp được cái tình yêu mà các bạn cảm thấy thiếu đấy á. Và đến cuối cùng, cái sự thiếu hụt về mặt tình yêu đấy nó chỉ có thể đến từ bạn mà thôi, vì không ai có thể giúp bạn bù đắp được cái sự thiếu hụt đấy ngoài chính bản thân bạn cả. Lời nhắn dành cho các bạn tụ ba về tình yêu, thông điệp tình yêu dành cho các bạn là gì? Thậm chí có nhiều bạn, các bạn đang trải qua cái khoảng thời gian rất là nhiều nước mắt, có thể là khóc, vì mình thấy có những cái thứ đấy ở đây ấy. Hãy khóc đi, vì cái việc các bạn rơi lệ nó là một dạng các bạn giải phóng những cái năng lượng đấy ra ấy. Thế nhưng các bạn phải để cho mình khóc, hoặc các bạn phải để cho mình đau lòng, vì đấy, chỉ cái cách đấy thôi nó mới giúp cho các bạn chữa lành được. Còn nếu như các bạn tìm một người khác, các bạn dùng chất kích thích, các bạn trốn chạy bởi bất kỳ một hình thức nào, nó đều không thể nào giúp bạn giải quyết được cái vấn đề tình yêu ở bên trong bạn nhé. Cái tổn thương hoặc là cái thứ mà nó in hằn trong bạn này này. Nếu như bạn nhớ họ, hãy thật sự nhớ họ. Nếu như bạn muốn khóc thì hãy khóc, và đừng dùng những cái cách để có thể gạt bỏ cái tình yêu đấy đi ấy. Và lá bài đầu tiên của các bạn, mình có tờ full. Đem cho mình cái việc là nhìn mọi thứ từ một cái góc nhìn xa hơn nhé. Vì với tờ full thì nó là năng lượng của cung Bảo Bình, và Bảo Bình luôn luôn nhìn mọi thứ và có cái xu hướng rất là detach với cả những thứ như là tình yêu. Chính vì thế là hãy coi cái thứ đấy nó nhẹ nhàng thôi, vì cuộc sống còn rất là nhiều thứ khác mà. Và hãy hiểu là mỗi người đi với chúng ta một chặng đường thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng. Nó là như thế. Cái chuyện tình yêu của các bạn hoặc là thông điệp tình yêu của các bạn nó không hoàn toàn là hướng đến những cái thứ như là yêu bản thân. Thế nhưng nó đã là kể cả các bạn đang ở trong một mối quan hệ nhé, mình cũng thấy là các bạn chẳng khác gì đang độc thân cả. Tức là các bạn không chia sẻ với người mình yêu này, hoặc là các bạn có nói với người mình yêu cũng không hiểu. Đôi khi là các bạn thậm chí còn tưởng tượng đến một cái tình yêu khác, nên có thể ở trong mối quan hệ nhưng các bạn đang nghĩ đến người khác chẳng hạn, hoặc ngược lại người kia đang nghĩ đến người khác nhé. Giống như cái tình yêu mà các bạn mong chờ nó đang không ở đây vậy. Đây là một tụ bài mà mình thấy
cái tình yêu mà thật sự dành cho bạn ấy, cái tình yêu mà một cách vô điều kiện ấy, nó đang không ở đây. Và bản thân các bạn đang mong chờ một cái thứ gì đấy hiện tại các bạn đang không có, hoặc là cái người hiện tại không thể nào đem cho các bạn được ạ. Bất kể một thông điệp tình yêu nào dành cho các bạn, nói chuyện với các bạn thì thấy rất buồn, rất đau lòng đấy. Tức là mình thấy những cái cảm giác như thế ở đây, nên mình đoán là các bạn cũng thấy như thế. Không hoàn toàn là cô đơn, nhưng mà nó là cái cảm giác buồn man mác ấy. Đôi khi có thể không hiểu tại sao buồn chẳng hạn. Thì hãy chỉ đơn giản là cảm nhận nỗi buồn đấy thôi. Có một cái nữa mình cũng nghe thấy là bạn đã làm hết tất cả những gì bạn có thể rồi. Bạn đã làm hết tất cả những cái gì có thể trong khả năng của bạn rồi. Và không còn gì để có thể nuối tiếc nữa. Đâu có phải là bạn không cố gắng đâu. Cả hai người đã làm hết tất cả những gì có thể rồi. Và bây giờ là cái lúc bước tiếp. Bây giờ là cái lúc hiểu là chúng ta chỉ đi với nhau một đoạn đường thôi ấy. Nhớ, có một cái bài im lặng à? Nhớ về nhau với cả những cái kỷ niệm đẹp nhất ấy. Nơi nào khi buông tay, nơi nào dừng bước chân. Tự nhiên bài đấy rất là lâu rồi nhá, mà không hiểu tại sao nó vẫn ở trong đầu mình. Và mình nhớ là lần đầu mình nghe cái bài im lặng đấy là từ ngày mình học cấp 2. Thế nên là nó cách đấy rất là lâu rồi. Nên là các bạn có một người hoặc là có một cái gì đấy vương vấn ở trong đầu các bạn nó rất là lâu năm rồi mà nó vẫn chưa thể nào thoát ra được ấy. Bản chất là tại vì các bạn không để cho cái thứ đấy được phép thoát ra. Và các bạn giữ cái thứ đấy lại trong đầu mình. Nên nó có thể là một người hoặc là một cái suy nghĩ liên quan đến tình yêu nhá. Có một cái gì đấy mà các bạn tụ ba giữ lại và các bạn chôn chặt nó ở trong lòng mình ấy. Một hình mẫu, một mẫu người, một cái sự sai lầm gì đấy, một cái gì đấy rất là buồn trong cuộc đời các bạn mà các bạn cứ giữ lại và các bạn nghĩ đó là một phần của mình. Mình sẽ không bao giờ bỏ nó đi được ấy. Mình không thể nào rời xa hoặc là mình không thể nào gặp được ai hơn nữa ấy. Và mình chỉ xứng đáng như thế thôi ấy. Tức là mình thấy có một cái gì đấy các bạn chôn rất là sâu và các bạn nghĩ đó là một phần của mình. Thế nhưng không phải, các bạn hoàn toàn có thể giải phóng bản thân mình khỏi cái thứ đấy được. Các bạn xứng đáng hoặc là các bạn hoàn toàn có thể tự do để yêu được này. Các bạn hoàn toàn có thể thoải mái mà sống với cả hiện tại với tương lai chứ không phải là quá khứ ấy. Vì mình thấy có một cái gì đấy nó giữ các bạn ở lại quá khứ rất là nhiều. Tức là cứ mỗi khi có một cái con đường mở ra đến với tương lai thì các bạn lại chần chừ ấy. Và các bạn lại cứ cố gắng để níu giữ quá khứ. Nên có thể là cứ mỗi lần chia tay và nghĩ phải đi cái đoạn đường tiếp theo một mình, các bạn lại sợ và các bạn lại lùi lại với quá khứ này. Cứ mỗi khi gặp một người mới, các bạn lại so sánh người đấy với cả người cũ. Và các bạn nghĩ là không ai bằng với cả cái mối quan hệ cũ của mình. Và các bạn lại lặp lại những thứ ở bên trong quá khứ, cũng là cảm giác mà mình thấy nữa. Nên nó khiến cho các bạn bị trói buộc với cả một cái gì đấy nhá. Giống nói chuyện với các bạn giống như có một cái tảng đá rất là lớn, nó đang buộc vào bên chân mình, xong rồi đang cho mình xuống bên dưới đáy biển vậy. Và không biết làm thế nào để có thể ngoi lên được. Các bạn đang có một cái gì đấy buộc chân các bạn rất là chặt, và nó khiến cho các bạn không thể nào có được cái tình yêu mà các bạn mơ ước, không thể nào có được cái mẫu tình yêu ở trong đầu bạn ấy. Hoặc thậm chí là các bạn còn có một người ở trong đầu mình nhá, mà có một thứ gì đấy trói buộc bạn khiến cho bạn không thể nào đến với người đấy được cơ. Đôi khi nó cũng có thể là một công việc nhá. Với một vài bạn mình còn nghe thấy là tình yêu của bạn nó chặn bạn lại trên cái hành trình công việc của mình đấy. Nó khiến cho bạn không thể nào đi xa được trong cái hành trình công việc của mình. Vì mình cứ thấy có một cái gì đấy nghĩ là mình không thể nào quên được á. Mình không thể nào sống khác đi được, không thể nào quên được. Và ở trong cái mối tình đấy, hoặc là quá khứ hoặc là bây giờ nhá, trong cái mối tình đấy, bạn không tự tin, bạn không phải là chính mình khi mà bạn ở bên người đấy, bạn không phải là chính cái phiên bản đẹp nhất của mình ấy. Một tình yêu mà bạn nghĩ là bạn phải giữ một người và bạn phải theo đuổi một người thì đấy không phải là tình yêu. Nó không có cái sự công bằng ở đây. Bạn đứng xem có bất kỳ lời nhắn nào dành cho các bạn. Một cười mình đọc một trang bất kỳ ra và trong này nó có một cái câu là em đang không ở tâm trạng tốt đúng không ấy.
Thế nên mình cảm thấy là trong cái mối tình đấy hoặc là trong cái chuyện tình yêu đấy, không phải lúc nào bạn cũng ở trong một cái trạng thái rất là tốt, không phải lúc nào bạn cũng có một cái tâm trạng rất là tốt chẳng hạn, nghĩa lúc nào bạn cũng lo lắng, lúc nào bạn cũng cảm thấy không ổn. Thế nên là bản chất cái thứ đấy và cái tình yêu đấy nó đã không dành cho bạn rồi. Tại sao bạn lại giữ nó lâu đến như vậy? Bất kỳ lời nhắn nào, thông điệp nào về tình yêu dành cho các bạn tụ ba? Nhiều những thứ như là nuối tiếc cực nhá. Mình nghe thấy rất nhiều thứ như kiểu những cái sự nuối tiếc, rồi thì những cái thứ mà biết thế mình làm như thế này, hoặc là tại sao hồi đấy lại như thế, mình nên nói cái câu này câu kia ấy. Có nhiều những cái thứ như là nuối tiếc ở đây cực. Work and career, mình còn nghe thấy là cái tình yêu này hoặc là cái người đấy thực ra là chặn bạn lại trong công việc của bạn cơ. Bạn có thể lên cao hơn ấy, hoặc là bạn có thể làm một cái gì đấy tốt hơn chẳng hạn. Vì mình thấy những cái thứ chặn lại ấy. Hoặc đôi khi là bạn có những cái tài năng mà ở trong cái mối quan hệ này bạn nhìn không ra. Chúng ta có từ yes. Thế nhưng lúc mà mình nhìn thấy cái từ yes này nó ngược cơ. Yes. Mặc dù là từ yes ấy, với cả cái hình ảnh dấu tích ấy. Thế nhưng trong đầu mình lại nhìn thấy dấu nhân nhá. No ấy. Thế nên là ở bên ngoài ấy, thì bạn nghĩ là đúng rồi, chính họ ấy. Thế nhưng bên trong nó lại bách bảo bạn là không. Tại vì mặc dù hình ảnh là yes, thế nhưng trong đầu mình nó lại hiện ngay cái dấu x nhá. Cái từ tè ấy, khi mà sai một cái gì đấy ấy. Thế nên là bên trong bạn mách bảo nó là số 0 à? Thế nhưng các bạn vẫn cố chấp. Có một bài nữa mình nghe thấy đó là bài Lost Star của Maroon 5 à? Adam ấy. Những cái thứ như là lạc lõng, lạc lối rất là nhiều ở đây nhá. Vì mình thấy các bạn rất là cô đơn. Nên đôi khi có thể là khi mà bạn ở trong cái mối quan hệ cũ đấy, bạn rất là cô đơn chẳng hạn. Nó không đem đến cho các bạn quá là nhiều những cái sự thỏa mãn trong tình yêu á. Là cảm giác mà mình thấy bất kỳ lời nhắn nào dành cho các bạn, thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụ ba, thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụ ba, ở đây mình có ba lá bài. Thứ nhất là muscular, tức là cơ bắp. Cơ bắp tức là những cái thứ rất là vật lý đúng không? Đây là một cái kiểu tình yêu hoặc là cũ ấy, hoặc là cái tình yêu bạn đang giữ ấy, hoặc là tình yêu hiện tại ấy. Bạn đã phải cố gắng rất là nhiều ấy. Một cái tình yêu mà bạn phải cố gắng để giữ người đấy này, bạn phải cố gắng để cho người đấy thích mình này, bạn phải cố gắng để tình yêu nó có thể tồn tại được ấy. Thì đấy không phải là kiểu tình yêu mà nên có ấy. Nó phải đến từ hai hướng. Chứ còn nếu như chỉ có một người cố gắng thì nó sẽ không để làm gì cả. Thứ hai mình có từ long distance, nên nó là cái sự xa cách. Yêu nhau nhưng mà vẫn không hiểu nhau, hoặc là thật sự đang ở xa, hoặc là cái tình yêu thật sự của bạn nó đang ở rất xa bạn ạ, không phải cái người đấy đâu. Và cuối cùng chúng ta có từ formal, làm cho mình nghĩ là kể cả trước mặt nhau cũng phải diễn ý. Không thật sự là chính mình trước cái người mà mình yêu, không thật sự là chính mình trong một mối quan hệ. Hoặc từ trước đến giờ khi bạn yêu ai ấy, bạn không thể hiện chính bản thân mình. Và nó rất là sai lầm. Một tình yêu nó cần phải đến từ bên trong ấy. Một tình yêu nó cần phải là chính bạn ấy. Nếu như bạn thể hiện một cái mặt không phải bạn ra thì bạn cũng manifest đến những cái người mà họ không thật sự yêu bạn ấy. Là cảm giác mà mình thấy về các bạn tụ ba. Bất kỳ lời nhắn hoặc là thông điệp nào dành cho các bạn tụ ba nào, lời nhắn nào về tình cảm mà các bạn tụ ba cần phải có. Với các bạn mình thấy những cái hình ảnh đi ba một mình này, đi những cái lounge một mình này, và rất là mút đi này. Đấy, cái hình ảnh những cái người mà ở trong một cái không gian giống như kiểu một cái buổi hòa nhạc nào đấy, hoặc là kiểu một cái góc phòng nào đấy ấy, và họ ngồi ở trong cái góc phòng đấy, hoặc là họ kiểu rơi lệ ấy, khóc thầm, hoặc nếu không cũng là thật sự ngồi ở trong góc phòng mà khóc ạ. Đấy là cái hình ảnh mà mình thấy. Thế nên là nó có cái sự đau lòng ở đây ấy. Và mình cảm thấy rất muốn chia sẻ cái điều đấy với các bạn ấy. Vì nó không phải là một cái khoảng thời gian quá là dễ dàng để có thể vượt qua được. Có một cái nữa mình nghe thấy đó là thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi thứ.
Và bạn cần phải hiểu là bạn đã làm hết tất cả những gì bạn có thể rồi. Bạn đã làm hết tất cả những gì có thể rồi và phần còn lại nó là như thế, bạn phải chấp nhận mọi thứ nó là như vậy. Bạn không thể nào thay đổi được hiện tại của bạn. Bạn phải chấp nhận nó là như thế và let it go thôi. Và để cho mọi thứ nó cứ thế diễn ra. Hãy làm tốt nhất những gì bạn có thể ở thời điểm hiện tại. Vậy thôi. Và mình hy vọng đã có một thông điệp nào đấy đến được với cả các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình này. Đừng quên like, subscribe hoặc donate cho kênh của mình ở bên dưới. Chúc các bạn có một ngày Valentine vui vẻ nếu như bạn thật sự xem nó trong ngày mình đăng nó lên. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye. Và không hiểu sao trong ngày hôm nay 15 Ok, mình biết là đang có một cái gì đấy rất là lạ trong ngày hôm nay. Thế nhưng không hiểu sao mình có cảm giác sau khi đọc xong cả ba tụ bài rồi vẫn còn một cái gì đấy mà mình muốn truyền tải nhá. Mà mình không hiểu là mình sẽ phải truyền tải đi đâu và ở chỗ nào ấy. Mà mình cũng không muốn làm một cái clip khác. Thế nên từ cái đoạn này trở đi mình sẽ để là ôn ấy, tất cả mọi người ấy, nếu như bạn có cảm giác được kêu gọi để nghe cái thông điệp này hoặc nếu như bạn cảm thấy nó dành cho mình ấy thì tức là nó dành cho bạn, vì mình thấy có một cái gì đấy nó dành cho tất cả mọi người nhiều hơn là dành cho một tụ bài cụ thể. Và giống như mình nói ấy, mình không muốn là kiểu ghép nó vào một clip riêng ấy. Thế nhưng spirit, thông điệp về tình yêu nào mà những người đang ở đây cần phải nghe, một thông điệp cho ngày Valentine đi, cho ngày hôm nay, thông điệp về tình yêu nào mà các bạn cần phải nghe ngay bây giờ, thông điệp về tình yêu mà các bạn cần phải nghe ngay bây giờ. Có một cái gì đấy cảm giác rất là khó nói nhá. Thế nên là các bạn có cảm giác rất là khó để có thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì ấy, chứ không đơn thuần chỉ là người khác đâu. Các bạn cảm thấy không biết bản thân mình đang nghĩ gì và mình nên làm gì. Mình thấy các bạn đã bị phân vân giữa cái trực giác của mình hay đấy là cái bản ngã của mình á. Nhắc đến tình yêu làm cho các bạn có cảm giác mọi thứ rất là khó nhằn. Ở đây mình có The World. Bạn đi đến thời điểm này là vì cái gì á? Bạn chinh phục cái thứ đấy là để cho bạn hay là để cho một người xem? Bạn làm tất cả những cái thứ đấy là vì linh hồn của bạn muốn, hay là bạn muốn chứng minh cho cái người đấy biết là bạn có thể làm được? Đến cuối cùng chẳng lẽ nó vẫn quay lại là một người à? Đấy, cái cảm giác mình thấy như thế ở đây ấy, nó có thật sự là ước mơ của bạn không? Hay nó là ước mơ của một ai đấy và bạn muốn chinh phục cái thứ đấy để chứng minh cho họ biết là bạn làm được? Thông điệp mà các bạn cần nghe ngay bây giờ là gì? Thông điệp về tình yêu. King of Cups. Và High Priestess. Thông điệp về tình yêu có rất nhiều năng lượng của yếu tố nước ở đây ấy. Các bạn có thể là cung nước, song ngư, cự giải, bò cạp, hoặc là cái người mà các bạn phải đối đầu cùng là cung nước chẳng hạn. Nó là gì nhỉ? Spirit. Thông điệp mà các bạn cần nghe ngay bây giờ là gì? Mình đang có cảm giác nếu như bạn muốn làm gì thì bạn hãy làm đi ấy. Đặc biệt là liên quan đến tình yêu nhé. Vì mình cứ thấy có một cái gì đấy lấn cấn ở bên trong các bạn và các bạn rất muốn thử mà các bạn vẫn chưa thử. Có thể là nhắn tin cho một người chẳng hạn, hoặc là thật sự nói chuyện với họ, vì cái đấy nó đang dừng ở cái mức độ cảm giác với suy nghĩ thôi.
chứ nó không hoàn toàn là cái hành động của bạn ấy. Và bạn đang tự hỏi là cái cảm giác mình nên làm cái thứ đấy nó đến từ trực giác hay là nó đến từ bản ngã của mình. Nhưng mình thấy có vẻ như đấy là cái thứ mà các bạn có thể làm đấy, vì nó đến từ trực giác của các bạn rất là nhiều. Bất kỳ lời nhắn nào mà các bạn cần nghe. Một số mình cũng thấy, vì cái trang đầu tiên mình dở ra là số 9 mà. Nine. Đã đến lúc kết thúc rồi. Mình nhìn hình ảnh mà kiểu hạ màn với cả buông rèm xuống ấy, ví dụ như kiểu diễn trên sân khấu ấy thì buông rèm xuống ấy. Thế nên là đã đến lúc hạ màn một cái buổi biểu diễn nào đấy, một cái mối quan hệ nào đấy, kết thúc một cái thứ gì đấy nhá. Đã đến lúc mà các bạn nên kết thúc cái đó rồi. Và cái từ hoặc là cái hình ảnh hôn tạm biệt cũng là một cái mình thấy này. Thế nên rất có thể là các bạn thật sự hôn tạm biệt một ai đấy chẳng hạn, hoặc là có một cái sự chia tay nào đấy nhá, vì mình đang thấy nó có cái sự tách ra giữa hai bên ấy. Thế là các bạn sẽ thật sự chia tay một cái gì đấy, một chặng đường của mình, một con người nào đấy, một hình ảnh nào đấy nhá. Có thể là chia tay ở mặt năng lượng hoặc là chia tay thật sự á. Nhưng mà thế là đã đến lúc kiểu tách ra rồi ấy. Bạn đã đủ khả năng để có thể đi cái chặng đường hoặc là cái hành trình này một mình rồi. Lời nhắn nào mà các bạn cần nghe. Mình có cái cảm giác rất là khó tả bây giờ. Nên có vẻ như là các bạn biết là mình không nên giữ cái thứ đấy lại nữa. Thế nhưng cái cảm giác phải khiến cho cái thứ đấy rời đi, nó lại khiến cho các bạn đau lòng. Vì đôi khi chúng ta biết là bạn với cả người đấy không thể nào có happy ending chẳng hạn. Thế nhưng cái khoảnh khắc bạn phải đưa hoặc bạn phải để cho họ đi ấy, nó vẫn khiến cho bạn cảm giác rất là buồn. Đấy, và cảm giác trống rỗng chẳng hạn. Có một cái bài nữa mình nghe thấy là All Always Remember Us This Way, Lady Gaga. Và cái phim đấy cũng là cái phim mà có một cái ending nó không được happy lắm. Thế nên là có vẻ như với những bạn đang ở đây, các bạn đang phải chuẩn bị chấm dứt với một ai đấy, để một ai đấy đi thật sự. Và cái cảm giác để họ đi nó khó tả đúng không? Vì họ đã ở cùng với bạn một cái hành trình rất là dài rồi. Và bây giờ và bây giờ bạn hiểu là cái chặng đường tiếp theo của bạn không thể nào có người đấy được nữa. Thế nhưng chúng ta đã có với nhau những cái kỷ niệm rất là đẹp. Chúng ta đang ở bên nhau. Và họ đã dạy cho bạn rất là nhiều thứ ấy. Nên bạn vẫn có một chút nuối tiếc. Đôi khi có thể các bạn ở đây để xem cái câu trả lời về người đấy là gì nữa cơ. Thế nhưng bạn biết cái câu trả lời đấy là gì mà. Bạn có cố chấp để chờ mình nói ra một cái câu trả lời khác thì tự bên trong trực giác của bạn cũng đã có rồi ấy. Bạn có tìm đủ mọi cách để bào chữa giữ cái người đấy lại thì nó vẫn cuối cùng đem đến một cái kết quả là họ phải đi nhá. Nên chính vì thế có thể đấy là lý do tại sao bạn có cái cảm giác khó tả và cái cảm giác không biết nên làm thế nào là vì như thế. Mình nghĩ đây là một cái mối quan hệ hoặc là một cái kết nối mà nó rất là lâu rồi nữa. Thế nên là khi bạn bỏ đi nó mới có cái cảm giác khó chịu đến như thế này. Thế nhưng nếu như bạn đủ dũng cảm để vượt qua thì trước mặt bạn thật sự có rất là nhiều những cái thứ may mắn, những cái thứ phước lành nó đang đón chờ bạn á. Hãy thẳng tay với cả cái người đấy và với cả cái thứ đấy đi. Vì bạn đã lằng nhằng với nó đủ lâu rồi ấy. Bây giờ đã đến lúc nhảy cả hai chân và đóng hoàn toàn cái cánh cửa còn lại rồi ấy. Chứ không còn là để cho nó một cái cánh cửa mở ra nữa. Vì mình thấy trước đây bạn vẫn để cái cánh cửa đấy mở, để nếu như người đấy quay lại, họ vẫn có cơ hội bước chân vào. Thế nhưng bây giờ mình đang thấy bạn đứng ở cái khoảnh khắc phải đóng dập cái cánh cửa đấy vào và đốt nó đi. Tức là cái người đấy bây giờ có quay lại, họ cũng không còn cách nào để bước chân vào cuộc đời bạn nữa. Không thể nào có chuyện hai người đến được với nhau nữa. Thế nên là bạn đau lòng. Còn trước đấy vẫn còn lập lờ đúng không? Lúc đóng lúc mở. Thế nhưng có vẻ như đã đến lúc thật sự khóa
cái cánh cửa đấy rồi. Vì nó dẫn về quá khứ nên là hãy đóng nó lại. Thì nếu như mà các bạn có thắc mắc cái câu hỏi đấy thì đấy chính là cái câu trả lời dành cho các bạn đấy. Cái người đấy, cái câu hỏi đấy đã đến lúc đóng hoàn toàn nó lại rồi. Và người đấy không thể nào bước chân lại cuộc đời của bạn nữa. Nếu có, nó sẽ ở một mối quan hệ khác và nó ở một dạng khác. Bạn đã không còn cần cái người đấy nữa rồi. Hai người đã không còn cần nhau ở trên cái hành trình của mình nữa rồi. Và bây giờ bạn tự do để đi cái con đường của mình. Và đấy là lời nhắn cuối cùng dành cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình này. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.